Mấy quả gì đấy nhờ? 9 cò, À. 10 cò thì vớ mất cò rồi. Vâng. Một con mè nó không mất gì đâu rồi. Là người ta câu trộm gà thôi, ban ngày người ta cũng trộm thôi. Lúc mà mấy anh em mà Nó thợ là là nghỉ trưa đấy. sự ong đi xin chê, nó biết ong đi rồi nó về hay cắp là đi đâu không biết. Đấy đi. Ôi, ê, đi ông Ôi. ơi. Cháu không lấy à, vừa đi à. Đây đây ông ơi, nó bị chuột. Con này ấy. Ôi con này đẹp quá đi. Chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chào các bác các chị nhá. À, thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống cái nhà của hai ông cháu thì để mà cập nhật cái tiến độ làm nhà hai ông cháu cho tất cả các bác là cùng biết. Và nghe ông có chia sẻ với cháu Lực là một câu chuyện là hiện tại là gà của ông là đã bị mất cô bác. Nhà của ông thì là gà của ông bị mất là bao nhiêu con ông? Có nhiều mà thấy 3-4 con không thấy rồi. Thế là 3-4 con không thấy à? Bây giờ ông là đang đi tìm gà à? Đi tìm gà đấy. Vâng, thế thì bây giờ cháu Lực sẽ cùng ông là đi để mà đi xem gà xem là ông có tìm thấy không cô bác. Thế là từ ông biết là mất từ bao giờ rồi? Sáng nay 6 rưỡi ông mới cho thóc cho nó ăn xong này ông lên xá. Vâng. Xong rồi, lúc nãy về thì tầm 3 giờ rồi, giờ nhìn cũng thấy. Vâng. Lúc kia thì con bé, con mẹ nhỏ ơi. Thế là mấy con to là mất à ông? Mấy mất con tầm to, bao nhiêu con? 2-3 con à, không thấy à. Vâng. Thế là bây giờ ông đang đi tìm gà đúng không? Vâng, đi tìm vâng, xem cháu thấy không? À, cùng ông đi mà ban tìm ngày gà đó. Đây ông à, cho thóc ăn ở đây đấy mà. Vâng. Thế là sáng nay là vẫn còn ở đây đúng không? Sáng nay vẫn còn. Sáu dưới ông cho thóc ăn thì ông lên xá. Vâng. Cái chuồng gà của ông thì cũng không có này cô bác này. Ôi, lông gà đây nhiều đấy ông này. Không biết là có phải con chó ăn không? Không phải, con chó thì không bao giờ ăn đâu. À, chó thì không bao giờ ăn gà đúng không? Trên này có trứng không? Có. Dạ. Con mẹ nó thì... À, trên này là vẫn đang có trứng à? Có mấy quả đây? À, có thấy là có mấy quả gì đấy nhờ? 9 cò. À. 10 cò thì vớ mất cò rồi. Vâng. Một con mẹ nó không mất gì đâu rồi. Con mẹ nó cũng mất rồi á? Mẹ nó bỏ cả mấy con to nó mất rồi. À. Nhưng con... mà sợ rằng là có trộm không? Có trộm về trộm gà trộm không? Trộm thì ban ngày mà. Ban ngày thì sáng nay ông mới cho thóc ăn. Nhưng mà chỉ sợ là người ta câu trộm gà thôi. Ban ngày người ta cũng trộm thôi. Lúc mà mấy anh em mà thợ là nghỉ trưa đấy. Sự ong đi xin chê, nó biết ong đi rồi. Nó về hay cắp là đi đâu không biết rồi. Vâng. Nhà ông là có mấy con gà mẹ to to như như kia ấy? Ừ. Có 3-4 con mà. Con mẹ nó. Vâng. Bây giờ mới lại mấy con này mấy con nó theo đi 5 con bé rồi. Vâng. Thế thì ông bây giờ đi tận đâu tìm thì cháu với ông đi xem nào. Xem với mấy chủ ruộng xem có thấy không. Xem ở trong thử ruộng này có không đúng không? Ừ. Con dưới kia có một con nhưng mà không biết là gà nhỏ đấy ông ạ, gà dưới kia. Cái con phải tầm 2 cân rồi. Nên là gà nhỏ thì cò nhưng mà gà to thì không biết là đi đâu rồi đúng không? Vâng. Hiện tại thì cũng không biết là đang bị kẻ trộm mất hay là nó đang ở đâu đó cô bác. Nhưng mà ông là vừa rồi là tìm từ nãy giờ rồi nhưng mà không thấy. Thì thấy là mỗi đàn là gà nhỏ nhỏ ấy thôi. Mà khi hôm nào ông ở nhà thì tầm 3-4 giờ thì nó cũng về tìm ăn rồi. Vâng. Về tìm mái đâu không thấy được. Vâng. Ở này thì ông có việc là lên trên xá đấy các bác. Là ông không có ở nhà cho nên là sau khi mà ông về thì cũng nghe cũng gọi gà về ăn nhưng mà không thấy nữa. Hôm thì về nó tìm trong khen đây đấy mà. Vâng. Chó thì không bao giờ nó ăn gà đúng không? Không, chó không được ăn.
Chỗ ăn gà, thịt chó ăn đấy, nó không ăn đâu. Gà của ông có bao giờ ra tận đây không đấy? Có mà, anh này nó... À. Chú này, chim kia này nó đi hết chỉ mà. Sợ rằng là buổi sáng này ông không ở, gà của ông ra tận đây ra tận đây tìm mồi lung tung, thành ra là bị không biết là có phải bị thú rừng hay là bị có ai không ấy không bác? Thì thú rừng không có đâu. Thú rừng ở đây thì không có đâu ông nhỉ? Vâng, có con chó thì thú rừng về con chó đuổi đi rồi. Vậy dưới này thì là một cái hùm sâu rồi. Hùm sâu ấy. Đây là một cái hùm sâu quá rồi. Gà thì chắc là không ra bên bên kia đâu nhỉ gà ấy? Không ra đường bên kia đâu. Bên dầm có không đi đường. Vâng. Cái sông Kiêng đây. Vâng. Thế là vừa rồi là ông đi tìm tận đấy nhận những đâu rồi? Tìm dưới có đi tìm hết rồi. Thế là dưới kia là ông tìm hết rồi đúng không? Không, chỉ có nhà bên... quyết trên kia ông có đi hỏi không? Nó kết hỏi sáng nay ông đi, ông bảo mẹ kết về cho cắm lần ăn. Nó bảo con thấy. Mà tầm mấy giờ không biết à? Vâng. Chị kê hỏi nó bảo 9 dưới 10 giờ rồi. Cụ ông đi một vòng xem là có thấy gà đâu không không á? Cái thời gian này thì các bác xuống thì không bao giờ nhìn thấy, ít khi gặp bé Mạnh cả các bác ạ. Tại vì là bé Mạnh thời gian này thì đang trong quá trình mà đi học ấy. Còn là xuống lại cũng rất là ít khi gặp Mạnh nữa. Mấy thứ 6 chiều mai mới về. Vâng. Rồi đi đâu đi ạ? Về ông mới không đi, dám đi đâu. Vâng. Mất ra một con gà, mất mấy con gà đấy cô bác, không phải một con đâu. Này ông chú đấy bảo xem nó bảo ăn thóc ăn lúa nó trên đây. Nhưng mà đây làm gì đã có bông lúa ra đâu mà ăn? Mà không ăn thử nó thử dưới đây, ông cũng xem rồi. Chưa chín chưa nên ăn đâu mà. Còn chưa hỏng khi nào đâu. Lúc vừa nói ông vừa đi. Chứ nó về thấy nó đập chết. Vâng. Này ăn đâu không hỏng đâu tí nào đâu mà. Nó bảo ăn hết rồi. Thế là ông chú bảo là gà là về rễ hết thóc đây hả ông? Vâng. Nhưng mà nhìn thấy là thóc đã lên vàng bông rồi mà gà nó ăn. Nó thì trẻ đi bơ nó một tí thì tèo thế này mà chả hỏng thế nào mà. Con vừa nó bảo gà bác ăn thóc lúa của em ngã ngả hết rồi. Một phần là chú của ông thì lại với lại ông thì cũng đã có hiềm khích từ rất là lâu rồi cô bác ạ. Từ thời xưa rồi cho nên là thấy là ông được giúp đỡ như thế này này các bác này thì cũng có thể là hơi bất mãn một chút, vì là muốn là ông là lúc nào cũng với lại Mạnh cũng chỉ sống trong một cái túp lều nhỏ như thế này thôi. Đấy. Cũng không có muốn ông là có những cái cũng không muốn ông là được ai giúp đỡ đấy. Chả thấy được xem cái cốc bối trên. Nhưng mà gà thì tầm giờ này làm sao mà nó chui vào bụi tre được, nếu mà mình đuổi thì nó mới chui vào bụi tre chứ. Vâng, không đuổi mà. Tre có sạc xế thế này có nhìn thấy rồi. Hồi trưa đây là mấy thợ là đi về nhà ăn cơm hết à ông? Nó bảo chưa bọn nó không về làm hả? Vâng. Trưa thì mấy anh em sáng là nó cũng đi trừ xi ở trên. Buổi trưa thì mấy anh em thợ là có hôm là có hôm là ăn cơm ở đây các bác, có hôm thì đi về.
gạch này là vấn đề đấy từ khá là lâu rồi, thế nhưng mà tuy nhiên thì nó có cái lớp kia thì cũng sợ bị ảnh hưởng đâu các bác nhé. Thèn bố cũng. Ô thèn ạ. Đấy. Cô à đang đi vác gạch hả cô? Vâng. Thấy còn biết tiên thế nào? Không thì đợi thêm một tí nữa ông ạ, đợi thêm một tí nữa xem là nó có về không, chứ bây giờ ông tìm khắp nơi rồi. Tìm khắp nơi thì không thấy rồi. Bây giờ, bây giờ. Vậy vừa rồi thì là cùng ông là đi tìm gà của bác ạ, nhưng mà vẫn chưa thấy cả. Tại thì không biết là gà của ông thì đã mất hay không, đã mất hay chưa đấy. Sợ rằng có người khác về trộm không gà ấy. Mình đi đâu lắm thì có ai trộm gì nữa. Vâng. Trước kia thì có bao giờ bị từng bị mất gà chưa ông? Thì không mất. Ở dưới khu này là chưa từng bị mất gà bây giờ đúng không? Không, trước ở nhà bố Kiết thì mất một con to như con cổ ông. À, trước là nhà bố Quyết là từng mất rồi đúng không? Mà nó mất thì mất mất buổi tối. Buổi tối. Đấy thì ban ngày thì thật sự ra gà của ông thì cũng chỉ nằm quanh đây thôi các bác, không có đi đâu xa được. Ban ngày ai lấy cũng phải đuổi một lúc mới được. Vâng. Mà ban tối thì vâng. Nó nghỉ đâu thì bắt nó ngủ ngạ, dễ lắm mà. Nhà của ông thì là có nuôi cá chép ruộng của bác ạ. Cái này là ông tháo từ vừa rồi rồi à? Vừa nãy rồi à ông? Nãy ông tháo mà. À. Thì chưa cho biết cả nước chưa? À. Có mấy ao, có mấy cái thửa này không? Vâng. Thử kiến thử đây có. Vâng. Thửa bên dưới ông có không? Thửa bên này không có. Đây là vẫn chưa nhìn thấy con nẫu rồi. À đây đây này ông, đây này, đây này, đây này. Đây này. À đây này. Nhưng mà cá này cá rô phi mà ông ơi. Cá rô phi nhờ. Đây này. Dạ. Cá rô phi để đâu em? Cá rô phi chắc cử. Là được một con cá rô phi của bác ạ này. Nó chuẩn về. Ô hình như ở đây có hay sao không ạ? Ừ, đấy có mấy con này. Dạ. Ở đây có à? Cháu thử à. Lấy nước, đây có con cá rô phi này không? Ồ, cá rô phi này. Cá rô phi này để đâu không? Bắt để trong xô đó. Vâng. Thế cứ để trong xô đó ông nhá. Thừa này cũng có không? Không có mà thấy để thả mình năm mươi sáu con. Vâng. Trong thừa đấy á. Ừ. Lấy không được một nửa thì con rắn con gì ăn. À. Con rắn cũng hay ăn nhiều không nhỉ? Ừ. Nước cạn thế này nó về ăn dễ rồi. Ông thấy con nào ở đây thế này con đâu? Ừ. Đây đây. Ôi, đây đây có không ạ? Dạ. Ơi, bắn được gụ. Nước chưa cạn mấy ông nhỉ? Dạ, dạ, nhiều con đấy. Ui, to phết đấy ông ạ, đây đây. Cô bác ơi, đây. Ui, thừa này to phết đấy. Đây, cô bác rất là to. Ông chưa bắt được. Ui, đây, tôi đây, ông ơi, tôi đây. Ây à. To quá, cô bác ạ đây. Ui, cá chép ruộng này thì, ông có được à? Muốn được một con đỏ. Đấy đi, ui, đi ông ơi. Cháu không lấy à, vớt đi à. Đây đây ông ơi, nó bị chuột. Cá chép này ông nuôi được mấy tháng rồi? Thả từ tháng 6, tháng 5 thả rồi mà. 6 à? Mấy thừa này có vẻ con to hơn ông nhỉ? Vâng. Mấy ít con nó to hơn ạ. Con. Ui hả? Đi nhanh quá ông ạ? Nhanh quá. Dạ. Bắn được 2 con luôn. À, đây này. Đây thì con bé được các bác, con này ấy. Ôi con này đẹp quá đây. Đây, cháu với ông ơi. Có đặt cái xô đây không nhá. Ôi, lại lại trai ông ơi. Đây. Cái điện thoại dưới. Đây à.
Cái này không bắt thì rắn không ăn đấy không nhỉ? Nó còn thì mới bắt đấy. Ủa, có những con thì con to này, có những con này có rất là to các bác ạ. Mắt con đỏ hai con. Nước này ít quá không ạ, cho để thêm nước vào đây đó. Đi đâu hết rồi? Con này nó biết đi xuống bùn đúng không? Không biết đâu. Nước sâu ăn rồi. Sắc hết rồi không nhỉ? Không biết là nó có đi thử dưới kia không? Đi rồi. Ui. Con loại cá này nó không biết chui xuống bùn nào không? Cái này không, nó không chui đâu. Có rô kia thì chui đấy. Cá rô phi á? Ừ. Cửa này sắc hết rồi không ạ? Thế rồi không ạ? Chắc là được tầm độ là 6 đến 7 con các bác. Cửa này nước đục quá, không nhìn thấy đâu. Không ra, có vứt cái đây là 1 năm rồi còn bế luôn. Cả ông thả kia. Ừ. Cửa này ông bảo là cũng có rồi các bác. Nhưng không biết là có nhiều không. Ôi, thường này nước còn nhiều quá không ạ? Nhiều quá. Ôi dạ, một chú ạ. Chưa thấy con nào các bác ạ? Ôi, cái lô phi này nó tứ nó đúng. À, ở đây, đây là ông này. Dạ. Ông phải đánh nước ra một tí sao ấy. Ôi, đây là ông này. Ông lấy cái xô ra đây không? Ui, thử này có nhiều hơn sao không ạ? Ây à. Ui, con này to hơn đi. Dạ, hai con lên. Ui. Ông bắt được một lần là hai con. Ui, một lần hai con. Tuyệt đi rồi. Người ta bảo là bắt cá là bắt phải bắt bằng hai tay chứ không thể bắt một tay được. Ông này. Ui, sao cháu nhìn không thấy con nào đây? Ây à. Đấy, con. Ủa, con này to hơn. Cháu không bắt được con nào luôn không ạ? Đây rồi, được rồi. Được rồi không? À, phải bắt dứt khoát thì mới được này. Thế một con không ạ? Bắt được rồi, cầm chặt một tí nữa. Nó trơn lắm. Cháu đây khu này có nhiều đấy không? Đấy. Hết nó, không thấy lồng đèn đâu. Ôi đây này ông. Dạ. Đây này này. Cháu vừa thấy nó bơi bơi đâu một con. Này là ở trên vùng cao này các bác này, những cái mùa làm làm ruộng này hay là bắt hay đi bắt cá để mà thả. Nhưng mà phải không phun thuốc đấy ông nhỉ? Không phun thuốc, phun xong mới thả mà. Ôi, con này to hơn này ông này này. Ừ. Chú con ạ, à, toán mua về đó mà. Chú toán mua về á? Con bé nó. Hơn 300 như bắt được khoảng một được 100 không được không biết rồi. Cái này đến lúc mà nó bị say ấy là nó ngồi một chỗ đấy không ạ nhỉ? Nó không. Đúng rồi. Nó không bơi được. Thì mình đi đường đấy, nước đục thì nó không nhìn thấy rồi. Cháu thấy ở đây đây có này không? Đấy đây không? Không có một con to 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 ấy, nhưng mà không biết là đi đâu rồi. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng ông là đi bắt được một chút cá về các bác. Đấy. Tự dưng nó lại lao vào móm. Đồ ra không tí nó chết rồi.
Chú này chắc được tầm 20-30 con đấy ông nhỉ? Ui, đây một con ra rồi. Phải rửa nước sạch đã không cho các bác xem là cái thành quả của hai ông cháu là đi lấy đó. Đây được nhiều chứ ông ạ, chắc là chú này phải được tầm độ 20-30 con đấy. Wow. Đây ông giật chân đi cháu ạ. Xả cá này, đây các bác nhìn này. Đây này, cá chép ruộng này. Đây các bác này. Trước chỗ này là ông thả bao nhiêu con không? Cả ruộng nhà ông ấy. 160 con á. Trước thả con bé bằng nào không? Đấy, bây giờ thì lớn rất là nhiều này các bác này. Chỗ này đem đi bán được tầm đồ được 100 không? Ui rồi. Chỗ này được 1 cân không? Một cân người ta bán 130-120 ấy. Dưới bán trên này bán 140 à? Nhà ông có cân đâu nhỉ? Để cháu mua ông nhá. Dạ. Có để cháu mua chắc là số này được tầm 1 cân nhỉ. Đây rất là nhiều các bác này thì cháu. Hả? Không, cái này bán cho cháu đi. Thì cháu gửi tiền cho ông. Chỗ này thì cứ gửi cho ông là 1 cân đi, thừa thiếu thì ông cháu mình không nói nhỉ. Gửi cho ông là. Vâng. Ôi hôm nay cháu không cầm tiền rồi, mai xuống thì đưa cho ông nhé. Đưa cho ông thì cá này thì mua về. Cá này thì bây giờ nếu mà để mà đem thả thì cũng không được mấy đâu. Con to nhất thì xem nào. Con to nhất là cái con nào. Nào xem nào. Hai con này cô bác này, hai con này là con to nhất. Đấy. Hôm nay thì sẽ mua cá này cho ông. Đây cá này, con này mới to chứ ông? Đây. Đấy, con này to hơn các bác. Con mẹ. Con này nếu có ông có nuôi để lấy giống không? Lấy giống á? Tháo hết xem con nào to. Thế sau này ông làm ao à? Làm ao xong cái kia khắc ôm có. Vâng. Không được mua rồi. Thế là sau này ông làm ao thì lại bán được ấy nhỉ? Nếu mà làm ao thì một con bé thì bán được tầm bao tiền không? Bé là 100 cá bé này thì được 120 tiền. Làm được 120 tiền á? Nếu mà 1.000 con thì cũng được 1.200. Thế là trước là ông là mua bao nhiêu tiền? Thế ông mua 200 thì nó cho 300. Trước ông mua 200.000 đúng không? 200.000 thì hôm nay là cháu sẽ mua cho ông là 140 thì ông vẫn còn là lỗ là 60.000 nhỉ. 60.000 thì mấy đứa bán nó chỗ kia có được không ông? Chỗ kia được. Ui giời. 5-6 cân cá chép ruộng này. Đấy, nếu như có bác nào mà muốn mua cá chép ruộng các bác thì là cá chép ruộng thì nó gửi rất là khó. Thành ra là không gửi được nhỉ. Chứ không là ở trên vùng cao thì mùa này là cá chép ruộng đấy. Để đây thì một tí là cháu đựng túi bóng này về. Vâng. 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 Thưa các bác, hôm nay thì cháu được có xuống nhà ông thì cũng có ông nghe ông kể nói rằng là gà của ông thì không biết là bị làm sao đâu bác. Và mất đâu đó là tầm độ là 3 đến 4 con thôi. Còn công việc của mấy anh em đội thợ hôm nay thì vẫn tiếp tục là đi vào hoàn thiện ở phía bên trong nhà của bác. Nhìn từ xa thì thấy là mấy em thợ đang đi vào hoàn thiện là cái phần nhà vệ sinh. Không biết là ở bàn thái thì mấy em thợ đã hoàn thiện chưa. Và những cái tấm ván gỗ này thì sau này là có thể tận dụng lại cho ông làm thêm những cái thứ khác nữa không bác.
Ôi, chú Toán thì có vẻ đang cắt gạch cả chú. À, cái máy này còn có tia, có một tia này nữa hả chú? Có cái máy này cắt thì nó sẽ thẳng hơn đấy chú nhỉ? Nhưng mà nó cắt bé ngắn hay hơn. Vâng. Nhưng mà cái này có dùng bằng pin không hay là gì không chú cái này? Không này, không thì cái này sau này nó hết pin thì... Pin nữa. Pin không nhỉ? Pin đâu. Pin nó ở dưới này. À, à có đấy, có đấy chú đây này. Có pin à, đấy, có đấy, này này. À. Hẳn đuôi luôn. Hẳn một đôi pin này. Tôi tưởng là không có pin là tại sao tự dưng lại cái bóng đèn cái tia laser đỏ đỏ nó lại có chứ. Chứ nó lại lắm năm rồi mà trời. Vâng. Có tắt chú, tắt không? Ừ. Tắt. Chú để ý tưởng là nó lắp năng lượng mặt trời. Vâng. Ô bàn thái này chú ốp xong rồi chú? Và cái bàn thái này là lựa chọn là cái gạch màu khác để mà ốp của bác. Gạch này thì là rất là nhìn giống như là màu đá. Bây giờ phía bên này thì chú Toán thì cũng đã ốp hết rồi. Đấy. Thì như mất một công nhìn nó đẹp hơn cái này. Có vẻ như là ốp và đá vào nhìn nó khác hẳn chú nhỉ? Ốp gạch vào ấy. Ví dụ như con người mình nó mặc áo luôn, áo nó bẩn bẩn ấy, cho mình thay một phát là nó sảng khoái luôn. Vâng. Đây người ta. Chính ra cái công đoạn mà làm nhà thì để mà đi vào làm lâu nhất là cái phần đi vào hoàn thiện chú nhở. Ốp gạch này mọi cái này. Chưa có cái tài năng. Ốp bắt đầu tham đi chỗ chứ có nhà gì. Này thì vừa rồi là có vẻ là chưa bằng một chút chú nhở. Lúc mình là ép gỗ lên đây. Vâng. Không cho được đấy. Vâng. Cũng rất là mong là các bác có thông cảm của bác nhé. Ở trong nhà hiện tại là đang đi vào hoàn thiện đấy. Lắp điện này, lắp ống này và lắp thêm gạch nữa thì nó sẽ hơi bừa bộn một chút của bác. Thì rất là mong các bác thông cảm. Đấy, còn về những cái phần xi ấy, khi mà các chú làm ấy, hầu như là các chú làm xong là sạch sẽ đến đấy rồi các bác. Như các bác nhìn thấy đây các chú ốp này, ốp xong là ốp đến đâu là lau dọn tới đấy luôn. Đây, này chưa có nước đâu các bác ạ. Cái vòi này thì là gập bên nào cũng được, xoay lên trên cũng được. Đấy, chuẩn lúc cũng đã nói rất là nhiều trên cái video lên rồi về cái phần bàn bếp đây các bác. Là các bác thì bây giờ chắc là các bác đã hình dung ra được rằng là bây giờ nó ở góc nào cũng nào rồi. Đấy, như các bác nhìn này, bàn thì các chú khi mà làm xong ấy là rất là làm là rất là thẳng các bác nhé. Cái tâm này nó ở giữa là rất là đều luôn. Còn ra phía bên này thì cháu Lực vẫn để một cái khoảng trống độ tầm là vừa một cái tủ lạnh các bác nhé. Vừa một cái tủ lạnh. Cái tủ lạnh như kiểu ở trên nhà của hai anh em Hải Sử ấy, cháu Lực cũng đã đo rồi là rơi vào tầm độ 80 phân. À, rơi vào tầm độ 50 phân các bác, tí là nói nhầm. Chứ cái tủ lạnh 80 phân thì nó là loại tủ to quá. Còn về bên trên này thì sau này nếu mà còn dư kinh phí đấy, lắp một cái chạm bát các bác. Chạm bát thì chắc là rơi tầm đây ra đến đoạn kia thì khi mà mình rửa bát xong ấy, thì nước nôi mọi cái thì nó sẽ lại chảy hết xuống cái bồn rửa bát. Và dưới này thì nó lại có cái ống để mà thoát được. Cái này thì nó cũng có cái để mà mình lọc của bác nhé, lọc cái rác bẩn này. Đấy, chứ để tránh trường hợp là sau này nó bị tắc. Cái này thì hiện tại là chưa mở được đâu cô bác, sợ rằng là cái cắt này nó đi vào á. Cái này không sửa đâu, tháo chế bên dưới, à. Nào nó có sao đâu. À bên này thôi đúng không chú? Mình tháo cái ống ở dưới thì nó... Cái này ống thải nó đi, chưa lắp đi hả chú, ống thải ấy? Ống thải có biết đâu? À đây ống thải đây à? Thế thì người ống thải là nó sẽ như ở bên này đúng không? Đấy. Nó có chảy ra bên này. Đấy, các chú. Vâng, các chú đang làm thì đậy lại. Thì tránh trường hợp là đất cắt rơi xuống thì móc không được ấy. Nhưng cái chỗ này thì
và nó đã có rất là nhiều những cái màng lọc rồi. Ở phía bên này thì nó ở đây cũng có thêm một màng lọc, đây cũng có một màng lọc và đây nữa. Lấy nước vào thì sẽ là ở phía bên này này cô bác này. Một cái ngôi nhà mà phải nói là đối với lại là ở trên vùng cao đúng không bác, ngôi nhà này ai ai cũng ao ước. Đấy, ám sát nhau anh Phòng nhá. Ở phía bên phần trên bếp của bác nhá, thì cháu Lực sẽ lựa chọn là cái lựa chọn là cái màu một cái trắng đó bác, cái trắng như hầm. Nói lung tung quá. Cảm giác nhìn bàn rất là nhìn cái màu gạch nữa. Sau này thì là ở phía bên này của bác này vẫn còn là dư ra chỗ để bếp ga. Sau này nếu mà thái thịt này kia nữa, thì nếu mà mình thái dâu thái cỏ thì có thể là để thất ở đây thái cũng được. Còn nếu mà mình băm chặt thịt gà mọi cái thì lợn thì ở đây này nó vẫn còn dư ra một cái khoảng trống để mà mình để chặt hay là thái rau cỏ nữa. Phía bên kia là cái chỗ mà mình để bếp ga, xong rồi ra bên này nữa thì làm cái ổ điện. Thì nếu như có thêm kinh phí đấy là mua nồi cơm điện thì có thể là đặt đây, mọi cái vẫn còn dư. Hay ra góc bên này là chỗ ăn cơm mọi cái rồi, không phải nói thêm nhiều nữa, cháu Lực cũng nói khá là nhiều trên video đấy các bác. Búa này bị tuột à chú Toán? Đấy, công việc của mấy anh em đội thợ là hôm nay là làm cái gì thì cháu Lực cũng đã cập nhật cho các bác là cùng biết rồi. Ông hiện tại là không biết là ra phía bên này là làm gì đây. Rồi những cái phần ống nước ở phía bên này này các bác này, thì cháu Lực bảo mấy em thợ là đào và nó sóc xuống thì nước nó mới sẽ chảy là nhanh hơn. Ông à đang đi chuẩn bị lấy gì đâu? Đấy, có những cái gì mà còn chưa có phải đấy các bác thì rất là mong là sẽ được sự ý kiến của các bác là bảo với cháu Lực để cho cháu Lực là rút thêm học thêm được ra nhiều những cái kinh nghiệm từ ngôi nhà phía hai ông cháu nữa. Đấy, cái cầu thang này thì hiện tại là cháu Lực đang để là cái mặt ở phía bên này này các bác này. Chúng mình bước đi ấy, nó rơi vào tầm độ là 20 phân rồi. Cái chiều rộng của nó thì không biết là 20 phân thì theo các bác thì đã đủ kích thước để làm một cái cầu thang không chưa. Nhưng mà cháu Lực cũng đã tìm hiểu sơ đấy, thì là cũng có một số ý kiến các bác nói rằng là cầu thang nó hơi nhỏ đấy, nhưng mà thực sự ra làm là đúng một bước đi rồi các bác, mình làm to quá này. Một bước bàn chân là đi lên là kỳ thoải mái rồi, đều là có 3 bậc này, bậc 1 này, bậc 2 này và bậc 3 nữa. Bậc 3 thì là mình đi vào nhà luôn. Còn nếu mà bây giờ làm thêm một bậc nữa thì lại thành 4 bậc rồi. Và cầu thang thì kiêng làm chắn của bác, người ta toàn là làm lẻ là nhiều thôi. Mấy anh em thợ thì vẫn đang làm phía bên này. Bên này thì sau này làm cửa sổ đó các bác, cửa sổ thì cháu Lực sẽ lựa chọn lại thêm loại một loại khác nữa, chứ không là lấy không như không giống như làm trên nhà của hai em Hải Sử nữa. Ông ngoại tiếp tục là chuẩn bị là đun nước rồi qua. Đổ nước chắc là để uống này kia thôi. Đấy, có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là Cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác. Và rất là cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn yêu quý tới Cháu Lực. Và rất là mong trong thời gian tới thì sẽ nhận được sự yêu quý của các bác là nhiều hơn. Còn là bây giờ thì chắc là cùng ông là kết thúc cái video này ở đây thôi các bác ạ. Và
cũng dặn ông là một số chút công việc nữa. Đấy. Bây giờ thì nhà của ông thì sắp là hoàn thiện rồi, chắc là đâu đó tầm độ 2 tuần nữa thôi. 2 tuần nữa lại ít thì hoàn thiện là thợ là sẽ không có về nữa, một mình ông lại ở đây là sẽ lại buồn hơn nữa nhỉ. Riêng này thì có mỗi là nhà của Quyết là ở gần thôi. Còn như bé Mạnh thì là bé bây giờ thì chắc chắn là sẽ đi học. Sẽ phải là xa ông rất là lâu các bác ạ. Đấy, không phải xa ông lâu mà là cuối tuần thì về một lần, nhưng mà cảm giác thời gian đầu thì hơi 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 buồn tí ông nhờ. Đấy, nhưng mà bắt buộc rồi, bây giờ Mạnh là về đến chỉ như là chiều. Ba giờ là đi trưa rồi. Vâng. Nhưng ông ở đây. Vâng. Đấy thì cháu Lực cũng xin được là hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông An gửi một lời chào tạm biệt tới các bác không nhé. Chào các em các chị nhá. Thank you.